này là anh em ăn trước đó, giờ này là anh em ăn trước chuẩn bị đi chơi nè, đi chơi camping nè đó. Được, bây giờ anh em mỗi người núp một tô phở, tô bún rồi chuẩn bị đi camping đó. Đây, set up. Ba chai SO 72 lon bia. Đồ ăn. Là món đầu tiên, lobster nướng bơ. Chịu gì mà nói. Anh em lên. Lên bia, lên. Cơm chiên lobster với sò điệp. Bao đâm luôn. Mì to không đúng anh? Mì to thôi có gì? Bao đâm. Em ăn đổ tôi mà. Ừ, phê không? Phê chứ. Bao đâm không? Bao đâm không chú Trinh? Mà tối nay uống tôm chuyện luôn. Chú Tông, đồ nghề rồi đầy đủ không chú Tông? Này là bao, bao này là bao bắn luôn. Bé đồ đen. Anh em bao phê không? Phê không? Dù. Má đi camping chỗ này thôi chứ 10 ngày sau mình đi tiếp chứ. Nhất trí. Nhà kinh nha. Chơi. Bỏ nhà đi luôn. Quay kiểu này vũ đích lộ ra hết vì em nhắn tin điên. Giờ là đem cái bò Maguri.
Bài Quốc. Quê Eugene. Nghe nghe là YouTube. Hello hello hello. Nghe là YouTube hello. Nhỏ hello, các món. Nãy giờ là nãy giờ là ba món rồi đó. Các bạn là TV đại gia và chia sẻ của bên Hưng này sẽ được một thùng lót đấy. Ba phê luôn á. Cú ly mà mình được lên đại gia Eugene là mình cũng ngon lắm man. Hôm nay có giveaway. Giveaway. Thích Esco vui lòng subscribe and like and comment. Subscribe. Dạ anh em ơi. Dạ. 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 Dạ nha, dạ nha. Cá chao nè, cá chao luôn á. Phải chao, phải chao. Má chao hả? Cái gì ta? Đù. Cái gì đây? Con này là con cá trắng. Ồ, cá nó có trắng nhưng mà nó chao. Cái này cá trắng. Ừ. Con cá đó ăn được đâu. Ừ. Sướng lắm. Nướng cá. Đục má phê luôn. Nướng cá nè. Không biết cá nó tên gì không? Con này nó gọi là hình như là con quay. Lên bò Wagyu. Trời ơi là trời ơi. Chịu thứ gì mà chịu nổi. Trời ơi là trời Wagyu. Như là bao đâm luôn. Lập cái coi. Đem đồ tiếp tế là vịt quay. Chân gà cánh. Nước đầu cổ cánh. Đó. Má bao phê luôn. Chị gì nổi. Nước mát, không có gì mà của ông Tân Mập á. Đó. Cái gì nữa đó. Qua quê, qua quê. Qua đã quê. Luôn. Rồi mà nói phim, mẹ bây giờ. Qua quê thôi, có gì đâu. Có mì, có mì. Qua quê không có, qua quê đâu. Đéo có. Cho cái ly bự ra anh đi. Này thì ba gu. Thôi. Bây giờ anh quá không? Xô. Nè. Má rót đều tay quá. Làm một shot đi. Em luôn. Còn anh quay phim là qua quê. Chị vậy mà nói tiếng Việt. Một shot đi. Ê, thằng Cương nó lẩu. Ừ. Lẩu dê. Mà cái shot job bây giờ cũng khó. Ê, lắm. Bảo mà tiền tiền cái lẩu dê bảo sao mà không dê nè. Bảo sao mà không dê nè. Tưng 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 nè. Thôi. Hả? Đi. Quay YouTube kìa. Lên 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 tiên 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 lên 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 hey 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 quậy đi quậy đi quậy đi quậy đi hey 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 đu hey hey.